cái đèn dầu mà nó đồ đục thành đèn điện cũng đồng rồi nha. Đồng ngón cơ, đồng ngón, đồng da yeah. Đồng ngón ở dưới, rẻ lắm. Dạ, yeah, lấy cái dù được. Trời mưa mà. Dạ yeah. Trời mưa mà lấy đâu. Dạ. Chào cả nhà nha, sáng em dẫn cả nhà đi chợ cả nhà. Cả nhà cho em xin một like, một đăng ký kênh cả nhà. Em có động lực em làm những video độc lạ cho cả nhà coi nha. Bên này bán ớt nè cả nhà. Đó, nguyên cây ớt nè cả nhà. Đó, bán rau, ngò rồi nè. Đó, mấy cái rau thơm rồi cả nhà. Cà chua rồi nữa nè. Đó, mấy cây cà chua trái không nè. Đó, trên đây thì nó bán đồ trong nhà nè cả nhà. Đó, đồ nhà nó bán đầy hết trơn. Quá trời đồ nhà cả nhà. Giờ đồ cổ hiếm lắm nghe cả nhà. Giờ kia tôi bán đồ trong nhà là nhiều, cái đồ cổ hiếm lắm, không thấy được. Này mấy chành ảnh cũ nữa nha, chành ảnh cũ là cũng bán đầy hết trơn. Bên đây thì bán quần áo cả nhà, bán quần áo không mới cũ về đầy đủ á. Hai anh giờ em đi dạo vòng nhé. Đây là bán quần áo Việt Nam cả nhà. Đó, quần áo Việt Nam không nè, đồ Việt Nam đều đẹp không cả nhà. Người ta đem qua nè, nó bán đồ đẹp. À, bên đây thì sửa đồng hồ cũng của người Việt cả nha. À, tìm sửa đồng hồ của người Việt. À, này là tìm của Mỹ. Mà người ta bán trái cây, đồ ăn, chip rồi đó cả nhà. À, đủ thứ. Đây thì người ta bán quần áo, giày dép rồi cả nhà, nhiều lắm. À, người ta bán giày dép, quần áo cũ rồi nữa nha. À, ba cái vali rồi. À, cái vali kéo về Việt Nam dù rồi nữa nha. Một máy phát điện rồi nha. À, máy phát điện, máy rửa xe rồi nè. Cái này là máy phát điện rồi nha. Máy này máy rửa xe nè. Nó mấy cái ghế ngồi ba nè. Ngồi quầy ba nè. Đây nón nè nha. Nón vớ đâu đủ kiểu hết nha. Nó không nhớ là đầy hết trơn. Ở đây người ta bán động cơ nữa nha. Mấy cái động cơ xe cổ nữa. Cái động cơ xe này cổ lắm đó nè. Còn ống bô nó đây nữa nè. Ống bô đây động cơ nữa nha. Nguyên cái động cơ cổ nữa nè. À, nó còn cái hộp số luôn nha, hộp số đây nè. Đó, hộp số bánh đà rồi nó còn đây, nó đủ nguyên quá hồ. Nguyên bộ nè kìa. Đây nó bán qua cái đồ nghề lục dụng đây, thẻ bài nè kìa. À, thẻ bài lính nè. Nó cũng bán luôn nè. À, đủ thứ đồ đó nha, thượng vàng hạ cám đó nha, ngấp đồ linh tinh. Hai vật của mình thấy cái đó bớt. Đây đông lắm đây nha, chợ này đông. Đây có cái túi ngủ nữa cả nha, cái túi ngủ. Đây bán đồ nghề xe này nha, mấy cái đồ xuất tịch sửa xe đó. Trên này là lụm đặc biệt gì nó bán đó cả nhà. Mấy cái máy vô tiếng ngày xưa này nha, đó, máy vô tiếng ngày xưa này. Nó còn cái tai nói alo alo đây nữa nè, máy vô tiếng.
Đây là mấy cái chậu bông này nha. Anh lấy hết rồi, làm sao em lấy, em tính lấy đó. Nhưng mà thôi. Dừng đại ca đi, em không dám giành nữa. Đây mấy cái chậu bông này. Em tính lấy rồi đó mà thôi. Thôi, nhường anh đi. Em đi lên đây. Dạ. Ồ, đây có chip bộ hả? Ồ, này không phải chip bộ. Đây nhiều đồ. Chợ này nó đang kiểu mưa cả nha. Mưa mây đen thui. Mưa lâm râm mưa phùn cả nha. Chợ nó đang kiểu mưa mưa phùn. Đây thì nó bán ba cái đồ linh tinh cả nha. Mấy cái đồ chơi, mấy đồ đổ đống nè nha. À, nhóc hết chơi như đây nè. Trên bàn. Đây bán mấy cục trà. Đây bán mấy cục chạc rồi pin chạc nữa nha. Đây cũng có việc sửa đồng hồ nè cả nha. À, tôi cũng bán sửa đồng hồ lum hết nè, bán quần áo rồi nha. À, mấy cái áo gió lính rồi nè. Áo lính rồi đây đủ. Bên đây thì ba cái đồ nghề lụng dụng nữa nha. Đồ nghề lụng dụng này nhóc. Đây là bán laptop luôn nha. iMac Pro. iMac Pro giá này là 199 cả nhà, 4 GB. Con này là con Core 5 239 đồng. Con này con iTree, con này là con Dell Core iTree 149 đồng luôn nha. Cái này 399, 299. Cái này SP 199, 180, 199. Cái này ThinkPad 329 đồng nha. Cái Windows. Cái này sửa anten với sửa đồng hồ cả nha. Cái này của người Việt luôn nè. Sửa anten với đồng hồ. Nó bán luôn ba cái đồ linh tinh trong nhà cả nha. Bên đây cũng của người Việt luôn cả nha. Việc bán mấy cái nước bồn cầu rửa chén rồi mấy cái đồ dụng cụ gia đình rồi cả nha. Này là mấy cái đồ dụng cụ gia đình rồi của người Việt đó nha. Còn bên đây là của người Đại Hàn. Nó bán mấy cái thú cẩn, ba cái hộp đá nữa. Mấy cái nữ trang mới. Này quần áo của người Mãi cả nha. Đây khu quần áo. Rồi cái này bán xe đạp điện này của người Mãi luôn nha. Mà quá trời chất đống đống vậy nè. Từ trước ra sau rồi nè. Đó, xe đạp điện. Xe đạp điện luôn nha. Đó. Xe đạp điện của người Mãi bán. Trời này thử vàng ha cám cái nha. Cho nhà đi sớm mới có đồ nha. Còn đi trễ là không có đồ. Rồi đây bán iRim đó nha. Đây cũng bán iRim đầy á. Người ta bán cũng đủ thứ đồ trong nhà này nha. TV người ta cũng bán luôn nè. Ta bán đủ thứ. Việt Nam này bán cũng nhiều lắm cái nhà cái chợ. Quá trời người Việt ra. À, người Việt không có cây sống mà ra bông nữa, mình là cây chết. Người Việt bán nhiều nha. Này sứ, sứ đẹp quá trời, bông đỏ ao ấy nha. Sứ rồi cây nhãn nữa nè. À. Sứ nhãn rồi táo tàu nữa nha. Cốc nữa nè. À, rồi bông giấy nữa, rồi ổi nữa nha. Người ta bán luôn sả nữa nè. Sả rồi ớt chua nhỏ nhỏ nữa. Đủ loại ớt. Rồi lan nữa nha. Rồi quần áo Việt Nam nó nhóc cho người Việt không đó nha. À, ta bán quần áo Việt Nam mà luôn. Ở bên đây thì bán dụng cụ phone, vỏ phone nữa. Bên đây cũng vậy nha, ta bán nón, vỏ phone, mấy đồ linh tinh ta có gì ta bán ở đó nha.
ở bên này là trái cây, nho là 1.50 đồng một bịch này nha, ô 1 pound nhé, ở đây nó bán pound, 1.50 đồng một pound. Chưa hết đi. À, chợ đang đông này cả nhà, trời mưa lâm râm cả nhà, à, trời chỉ mưa đang thui gì nè nè, đây nó bán quần áo cũ nữa cả nhà, à, quần áo đó đủ thứ, giày vớ dép vớ tùm lum hết nha, ta lụm lặt cái gì được là ta bán cái đó cả nhà. Ở đây ta bán sườn xe đạp nữa nha. À, sườn xe đạp ta cũng bán luôn nữa nè. Ở rồi mấy cái bàn inox này ta cũng bán inox không nè. Rồi ba cái đồ nghề linh tinh lụng dụng vậy nè, đem ra hết. Đây mấy cái đồ nghề đó nha. Ở đây dưới đồ nghề này là ăn đồng nha nha, nó ăn đồng món vậy đó. Đó. Cũng nhiều lắm nha. Này quán phở nè nha. Đó. Có người Việt luôn nè, nó thực đơn nè, nó chả giò nè, mì xào bò, bánh mì nè cả nhà, cơm chiên, noodle, phở nè nha. Đó. Chứ phở đó. À, đây nó bán ba cái đồ ăn chip, cái bịch chip rồi nha, nó nước rồi nha. Đông vui lắm cả nha. Chợ này đông vui đó. Ở nhà mà đi cái chợ này buổi sáng đông người đó, đông người Việt lắm luôn. Bây giờ người Việt bù đầy hết trơn. À, trên bàn là ăn đồng món nha. À, bên đây là người ta bán cây nè. Bán cây của người Việt nha, cây bông hoa kỹ nè. À, trên đây là ăn đồng món nha, tất cả đều là ăn đồng món nè, cái bô xe này cũng đồng món nha. Đó, cái bô xe mô tô này nè, Harley Davidson cũng đồng nha, cặp đèn cây này cũng đồng nữa nè. Đó, trên đây là đồng món hết nha, mấy cái đèn đúc này, gót rượu nè, gót rượu gót bia này cũng đồng. Một cái phone Samsung này hồi xưa cũng đồng nè, cái phone Motorola gì đây nè, đồng thôi, cái này cũng đồng nè, đó, Motorola nữa. Nhóc đồ đồng. Còn nó bù độc lắm nha. Giờ là thượng vàng hạ cám luôn nha. Có thời gian vô lục nha. Đó, bên đây cũng vậy nè nha. Đó, bên đây 50 sen nè nha. 50 sen cái DVD này nha, 50 sen DVD, à, cũng 50 sen thôi. Thân dịch. Đây cái laptop Sony Vaio. Đồ này cũ lắm nha, đời cũ quá. Oh sorry, sorry. Đây mấy ổ chìa khóa này nha. Ai làm nghề chìa khóa thích mấy cái đồ là phụ tùng lắm, ngóc phụ tùng. Gì mót rồi ba cái bình thủy, bình thủy nước. Ồ, thank you sir, thank you. Ở trên đây linh tinh hết cái nhà, ngóc trên đây nè. Quá trời. Đồ giờ. Đồ giờ bao la luôn cái nhà. Quần áo. Cái túi này nó có hình cờ Mỹ ngôi sao rồi nó nè. Đây là cần câu nữa nha. À, cần câu. Đây, máy cắt thịt này nha. Máy cắt thịt này. À. Ở đây là bán vỏ phone này nha. À.
À, giờ nó bán đủ thứ hết cái nhà, đồ trong nhà nè, tao lục được cái gì tao bán đó nè. Cái máy này mà máy khoan nội bồ nữa, rồi mấy cục chạc nữa đó. Đó, mấy cái đầu khoan điện nữa nè, mà đời này đời cũ nha, đời cũ không phải đời mới. Hi hi em bạn. Thank you em bạn, thank you. Đây máy móc quá trời cả nhà. À, máy móc âm ly đồ nhóc hết trơn, đây là người ta bán nhiều lắm cả nhà. Cái nhà rảnh thì lại lục nha, nhiều đồ lắm. Đây cũng vậy nè, cái nhà thấy không? Quá trời luôn nè. Tượng vàng hạ cám luôn, vỏ xe nó cũng đem bán. Vỏ xe, bánh xe gì đó, người ta chạy hồi nó cũng đem bán, cái nhà vui lắm. À, đây thì đồ nè, nhiều lắm cái nhà. Quần áo rồi nè, mềm mầm. Chợ này chợ Golden West nha cả nhà. Thứ bảy chủ nhật là nó đã mở cái nha. Bù đông lắm, Việt Nam mình bán đầy hết người chợ Việt. Người Việt bán nhiều mà mua cũng nhiều nữa cả nha. Đây nữa, nó đổ đầy dưới đây hết trơn. Đây mấy cái DVD Việt Nam này cả nhà. Nhưng mà hiếm có CD Việt Nam. These are mostly just movies. Nó DVD hay nhiều. Gian hàng dầu thơm đó nha. Dầu thơm này 8 đồng. 8 đồng chai dầu thơm. Này rất vinh đi. Cái này là bạc này cái nha. Nó gian hàng là gian hàng bạc này. Nó mấy cái xu bạc này nha, nó thẻ bạc lên nè. Ừ. Mấy đồng xu bạc lên đây ạ. Wow, nice, nice shop. Này tiền nha. Thank you, thank you. Này tiền bên giấy nữa kìa, tiền giấy tàu Trung Quốc rồi nè. Tiền 1 đồng Mỹ. Yeah. Rồi 5 đồng đỏ, 2 đồng đỏ đó nè, 3959 số cũng đẹp. Đây là một cái xu bạc này nha, đó, đủ. Yeah. Thank you, man. Thank you. Have a nice day. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah. À, đây chợ đông nha, yeah. Chợ đang chiếu mưa cả nha, mưa phùng phùng như đó. Như Việt mình mua cây mua đồ này nha. Ờ, cây đẹp quá chú ơi, táo tàu phải gì chú? Ồ, yeah. Oh, đẹp quá luôn, lớn. Về trồng lâu không chú? Sống lâu lắm, qua năm sau có trái rồi. Ồ, oh, dạ, trái sùm đó. Trái dạ, dạ, có, trời, cây đẹp quá luôn, mua nhiêu chú? 90 rẻ, bự quá rồi, yeah. Trồng nước không cũng hơn. À, cây đó 90 nữa nha. Ở cái này đi mua đủ thứ hết cái nhà, thượng vàng hạ cám cái nhà. À, chợ này nó bán vừa bán đồ chơi, đồ ăn, đồ cổ, đồ cũ, đồ đủ hết cái nhà. Giá nào nó cũng có. Ở đây là cũng đang dọn ra nè cả nhà, đủ thứ hiệu hết cái nhà, giày dép quần áo đủ hiệu hết cái nhà, đồ mới đồ cũ như đại. Còn này có bình Trung Quốc mới này nha, bình này nó in luôn nguyên màu để luôn nha. À, bình này bình China mà mới. Rồi đồ đồng đây nữa nha, đủ loại đồ đồng này, đủ hiệu nữa nha, quá trời hiệu luôn. Đồ đồng cũ mới lụm đơn gì nó bán đó nha, cái bàn office thì cũng đem ra bán luôn nữa. Rồi máy giặt máy sấy nè, máy lạnh nữa nha, máy lạnh nó cũng để đầy ở trên dưới đây nữa. Còn máy lạnh không ạ? Đồ người ta đem ra nè.
Đây người ta bán đồng nữa nha. Cây đèn cao bự này cũng đồng nữa nha. Cái lò này cũng đồng, lò vi tính cũng đồng. Món đồng nữa nha. Cái đèn dầu mà nó đồ đục thành đèn điện cũng đồng nữa nha. Đồng món cơ, đồng món, đồng. Dạ. Đồng món ở dưới rẻ lắm. Dạ, lấy cái dù được. Trời mưa mà. Dạ. Trời mưa mình lấy đâu. Dạ. Thank you bro, thank you. Thank you. Bên đây giá khác nha. Bên đây là để giá khác nha, nay cũng đồ nghề không nha. Đồ nghề là quá trời luôn nha. Để thùng thùng vậy đó cả nhà nhớ lục nha. Lục mới có đồ quần áo nữa nha. Quần áo cũ, vali cũ đồ tùm lum. Nó cái Apple cũng đem ra luôn nè cả nhà. Nó nguyên bộ complete vậy nè. Computer của Apple nó cũng bán nè. Cái lụm lặt được gì người ta bán đó nha. Ống nước dồi nước luôn. Lụm được gì người ta bán đó cả nhà. Chợ này nó vậy đó, đông vui vậy đó. Đây thì bán đồ mắt kiến của người Việt đó nha. Mắt kiến rồi everything nè.